cái trận đấu trước thì đội tuyển Việt Nam không có kết quả tốt cho lắm và chỉ giành được duy nhất là một trận đấu với trước đối thủ Trung Quốc vào ngày 1 Tết. Nhưng mà em thấy là các cổ động viên của Việt Nam luôn sẵn sàng đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo. Em đến đây thì khá là sớm vì thấy là được một cái là mọi người, các cổ động viên đến đây từ sớm, như là hội Việt Nam Golden Star thì mọi người đã di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây và mọi người cùng với đó thì vừa mới xuất hiện thêm hội cổ động viên Thanh Hóa nữa thì em thấy là trận đấu hôm nay khá là náo nhiệt và đông vui ạ. Được đi tiếp nữa nhưng mà mọi người đến đây rất là đông và cổ vũ cho tuyển Nam. Mặc dù em rất là em ở Ninh Bình rất là xa nhưng mà em vẫn có đang bộ sắp xếp công việc và em đã lên đây để tham gia để cổ vũ cho tuyển Việt Nam đến nay nay được quyết thắng. Hôm nay thật ra là với người hâm mộ thì cái kết quả không quan trọng, quan trọng là các cầu thủ sẽ được cống hiến và thể hiện hết sức mình. Và em hy vọng là một trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ sẽ thi đấu hết sức và có thể giành được ít nhất là một điểm ạ. Em chúc cho các chiến binh của chúng ta hôm nay là có một trận đấu thi đấu thật tốt và có một gọi là kết quả là xứng đáng ạ.